Kính chào quý vị, hôm nay là ngày 10 tháng 2, tức 29 Tết. Chương trình 60 giây sẽ mang đến cho quý vị không khí hối hả trong những ngày sát Tết ở khắp mọi nơi. Và sau đây là những thông tin chính hôm nay. Sau cuộc họp trực tuyến chiều nay, Bộ Y tế chuyển ngay cho thành phố Hồ Chí Minh 30.000 bộ kit test nhanh kháng nguyên. Chợ hoa điều hiu, nếu sức mua tăng mạnh vào 2 ngày sát Tết, người bán hoa mới có thể gỡ vốn. Lì xì online, một ứng dụng phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện tại. Công an tỉnh Bình Phước đã bắt được nghi phạm sát hại hai mẹ con vào chiều 9 tháng 2. Thưa quý vị, 18 giờ hôm nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 21 ca mắc COVID-19, trong đó 14 ca ở Hải Dương, Thành phố Hồ Chí Minh 1, Quảng Ninh 1, Gia Lai 4 và 1 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chiều nay 10 tháng 2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, có buổi họp trực tuyến với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều thông tin liên quan đến ổ dịch sân bay Tân Sơn Nhất đã được đề cập. Lãnh đạo Bộ Y tế cũng quyết định sẽ chuyển ngay cho Thành phố Hồ Chí Minh 30.000 bộ kit test nhanh kháng nguyên để phòng chống dịch COVID-19. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cho đến nay, từ ổ dịch sân bay Tân Sơn Nhất đã có 33 người dương tính với COVID-19. Thành phố đã xét nghiệm 6.511 người, cách ly tập trung 1.194 người và cách ly tại nhà 1.150 người. Truy vết và phong tỏa 33 địa điểm có nguy cơ lây nhiễm, 1.600 nhân viên bốc xếp tại sân bay Tân Sơn Nhất và hơn 1.000 người thân của họ cũng đã được xét nghiệm, bước đầu đều cho kết quả âm tính. Các cơ quan chức năng tại Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực truy vết, phong tỏa những nơi có nguy cơ lây nhiễm, kích hoạt lại hệ thống chống dịch và các khu cách ly tập trung. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, các trường hợp F1 âm tính mà F2 dương tính là rất nguy hiểm. Thành phố cần mở rộng, đánh giá tổng thể để tìm các ổ dịch khác trên địa bàn. Sau khi có ý kiến của Phó Thủ tướng, Bộ Y tế quyết định chuyển ngay cho Thành phố Hồ Chí Minh 30.000 bộ kit test nhanh kháng nguyên trong ngày 10 tháng 2. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ làm xét nghiệm tầm soát cho tất cả 1.561 hộ gia đình của nhân viên công ty VH. Trưa nay đã có 962 hộ gia đình lấy mẫu xét nghiệm, hiện còn 600 hộ chưa ra lấy mẫu. Ngành y tế kêu gọi các hộ gia đình còn lại nhanh chóng ra nơi lấy mẫu tại cơ sở y tế nơi đang cư trú để làm xét nghiệm. Các trường hợp cố tình không hợp tác thì chính quyền địa phương xem như là trường hợp có nguy cơ, tiến hành cách ly tại nhà, giám sát cách ly như đối với trường hợp F2. Và thưa quý vị, sáng nay các khu vực bị phong tỏa tại phường Phú Hòa và khu vực trường Đại học Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương đã chính thức được dỡ bỏ. Hơn 10.000 người vỡ òa trong niềm vui bởi họ sẽ được đón một cái Tết trọn vẹn. Sau 10 ngày cách ly, truy vết, khoanh vùng và dập dịch, chùm ca bệnh tại Phú Giáo và thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương cơ bản đã được khống chế, không có khả năng lây ra cộng đồng. Thực hiện quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một đã dỡ bỏ phong tỏa các khu vực cách ly phòng chống dịch COVID-19 tại các khu vực trên kể từ 0 giờ ngày 10 tháng 2. Mùa xuân đã trở lại trên các con phố sau hơn 10 ngày qua bị phong tỏa do tình hình dịch COVID-19. Người dân rất phấn khởi, kịp chuẩn bị mua sắm vật lễ để đón giao thừa trong năm mới Tân Sửu. Hôm nay, 29 tháng Chạp âm lịch, người dân cả nước bước vào ngày nghỉ Tết đầu tiên. Giữa nỗi lo về dịch bệnh, nhiều người vẫn quyết định về quê để được đón Tết bên gia đình. Ghi nhận vào sáng nay, lượng hành khách đổ về các bến xe, nhà ga giảm mạnh so với mọi năm. Hoạt động phòng chống dịch được thực hiện nghiêm túc. Chờ chuyến xe để về Đắk Nông ăn Tết cùng gia đình, anh Tấn Thành khá lo lắng khi phải đến những nơi công cộng như bến xe. Vừa về tới nhà em sẽ đi khai báo y tế liền, có cách ly thì em cũng phải cách ly chứ. Theo chia sẻ của các nhà xe, số lượng vé bán ra năm nay trong những ngày cao điểm Tết giảm đến 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Hành khách trong năm nay thì Tết Tân Sửu thì đã giảm rất là nhiều so với cùng kỳ. Đối với phòng chống Covid thì chúng tôi vẫn thực hiện theo cái 5K. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cũng đã thông báo hủy hơn 20 đoàn tàu trong dịp Tết này. Tại khu vực trong và ngoài sân bay Tân Sơn Nhất, không còn cảnh xe cộ và dòng người chen chúc. Công tác phòng chống dịch được triển khai nghiêm ngặt. Tin vào sự quản lý và cái xử lý của các nhà chức trách ở địa phương, không có ở ảnh hưởng tới khu mình họ sống thì em có thể về được. Theo số liệu từ Cục Hàng không, cao điểm nhất, sân bay cũng chỉ ghi nhận hơn 100.000 khách với 746 chuyến bay, giảm khoảng 30% so với mọi năm.
Những ngày qua, các chợ hoa Tết trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh khá điều hưu với cảnh người bán đông hơn người mua, hàng hóa dồi dào nhưng nhu cầu thấp khiến cho giá hoa ngày càng giảm mạnh. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ghi nhận tại chợ đầu mối Bình Điền. Càng sát Tết, hoa lại càng rớt giá. Ông Thành chỉ mong có thể tiêu thụ hết lượng hàng tồn đọng dù lợi nhuận không còn cao. Báo được giá cao thì mình đến nhà vườn cao mà mình cũng là hưởng được cái lợi cao. Còn cái giá thấp thì mình hưởng cái lợi ít. Cái nhà vườn họ là đầu tư rất là lớn. Số lượng của nó miền ngoài nó không ăn á. Cho nên nó đổ về Sài Gòn mình rất là nhiều. Mấy ngày nay là hàng mình bị ứ động á. Mỗi năm mới bắt đầu cỡ 24 là bắt đầu nhộn nhịp rồi. Năm nay so với giảm hơn hồi năm rồi đó là giảm khoảng cỡ 30%. Lượng hoa về chợ hàng đêm chỉ khoảng 50 đến 100 tấn, giảm hơn 20% so với năm ngoái. Không chỉ lo lắng về dịch bệnh, bà con thương nhân còn phải cạnh tranh với các mặt hàng trôi nổi ngoài chợ. Nhờ sự nỗ lực hỗ trợ của chính quyền địa phương đã được giải phóng cái khu vực bán sai quy định lên đêm 28 thì lượng khách đến mua hàng tại chợ Bình Điền khá đông. Người bán hoa khắp nơi cũng đang đặt hy vọng vào ngày 30 Tết khi lượng khách mua lẻ thường tăng đột biến giúp họ giảm thiểu được những thiệt hại. Hai không gian văn hóa và nghệ thuật được đón chờ nhất vào mỗi dịp xuân về là đường sách và đường hoa đã mở cửa phục vụ khách tham quan vào 8 giờ sáng nay, tức ngày 29 tháng Chạp. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, khách tham quan phải tuân thủ chặt chẽ thông điệp 5K của Bộ Y tế, bao gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế. Tại cổng vào khu vực đường Hoa Nguyễn Huệ, mọi người xếp hàng đúng khoảng cách, được đo thân nhiệt và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn. Dịch nó bùng lên thì điều này là không ai mong muốn hết, nhưng mà tôi nghĩ là cái ban tổ chức á đã làm rất rất là tốt. Từ cái khâu xếp hàng là giãn cách 2 mét một người, rồi đi vô là rửa tay, rồi kiểm tra nhiệt độ. Tuy là gia đình chụp hình là đeo khẩu trang nhưng mà rất là vui, không sao hết, mình chụp khẩu trang là vẫn rất là đẹp. Năm nay do tình hình dịch bệnh, đường Hoa Nguyễn Huệ lần đầu tiên được số hóa lên nền tảng trực tuyến theo thời gian thật. Dự án này áp dụng những công nghệ tiên tiến, ghi nhận toàn bộ nét đẹp của đường hoa phát trên website đườnghoanguyenhue.vn. Việc này giúp người dân ở khắp nơi có thể thưởng lãm đường hoa mà không cần đến tận nơi, đảm bảo giãn cách, an toàn phòng chống dịch. Đây là bước đột phá của thành phố Hồ Chí Minh trong số hóa, mở đầu của cách mạng du lịch 4.0 tại Việt Nam. Những phong bao lì xì ngày Tết được cho là tượng trưng cho sự may mắn, cùng với đó là những lời chúc tốt đẹp mong cho một năm mới bình an và sung túc. Giờ đây với sự phát triển của công nghệ, mọi người vẫn có thể mừng tuổi cho người thân hay bạn bè thông qua tính năng lì xì online từ các ứng dụng trên điện thoại thông minh. Trước giờ, đến cận Tết, anh Hiếu và nhiều người khác thường phải lo đổi tiền mới, mua bao lì xì. Nhưng 2 năm gần đây, anh đã chọn một giải pháp tiện lợi hơn, đó là lì xì qua ứng dụng trên điện thoại. Thì bây giờ có một vài cái app như app ngân hàng hoặc là app thanh toán điện tử. Mình có thể truy cập vào đấy thì mình có thể lì xì ngay tiền cho bạn bè của mình mà không cần phải đi đổi tiền. Chỉ cần truy cập vào các ứng dụng, tìm phần lì xì hoặc quà tặng và làm theo hướng dẫn. Khách hàng chỉ cần có cái thông tin về số tài khoản hoặc số điện thoại của cái người mà chúng ta cần lì xì. Và chỉ với một vài cái thao tác rất đơn giản, khách hàng có thể thực hiện lì xì chỉ trong 10 đến 20 giây. Chúng ta có thể cộng thêm rất nhiều thứ vào cái lì xì điện tử đấy, và nó thực sự mang lại niềm vui cho mọi người trong vấn đề lì xì, không chỉ là một cách cứng nhắc bằng tiền mặt như ngày xưa. Trong bối cảnh giao dịch không dùng tiền mặt ngày càng phát triển và tình hình dịch bệnh phức tạp thì lì xì qua mạng là một giải pháp hữu ích và hợp thời. Tuyết rơi từ sáng ngày 8 đến sáng ngày 9 tháng 2 trên đỉnh Phan Xipang, thị xã Sapa, Lào Cai, tạo khung cảnh trắng xóa bao trùm nóc nhà Đông Dương. Có nơi tuyết rơi dày hơn nửa mét, nhiệt độ giảm xuống âm 3 độ C. Nhiều du khách đã được trải nghiệm hiện tượng thiên nhiên kỳ thú có 102 này. Từ cabin cáp treo đã có thể thấy tuyết phủ kín những đỉnh núi. Tại đỉnh Phan Xipang, tuyết động thành từng lớp dày trên đường đi, trên các mái chùa, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Tôi cảm thấy mình thật là may mắn khi có mặt tại đây. Đây là một địa điểm check-in tuyệt vời. Kể từ tháng 10 năm 2020, đây là trận mưa tuyết đầu tiên tại khu du lịch này. Từ khi cáp treo Phan Xipang đi vào hoạt động, đây cũng là lần đầu tiên tuyết rơi dày như vậy. Cả đời nhìn đi tuyết một lần này thật là xứng đáng các bạn ạ. Em thì không nghĩ là hôm nay sẽ có tuyết rơi đâu, nhưng nên cảm thấy rất là tuyệt vời. Cảm xúc không biết nói như thế nào nữa. Cứ nghĩ là mình đang ở một nước châu Âu nào đó, nhưng phải ở Việt Nam. Theo dự báo, trong 5 ngày tới, nhiệt độ trên đỉnh Phan Xipang dao động từ âm 6 đến 4 độ C.
tuyết có nơi dày 50-60cm. Thế nên khung cảnh tuyết phủ trắng nóc nhà Đông Dương có thể còn kéo dài đến mùng 3 Tết. Thưa quý vị, một nữ tu người Pháp đồng thời là cụ bà cao tuổi nhất châu Âu đã chiến thắng bệnh COVID-19 một cách kiên cường và ngoạn mục. Sau khi hoàn toàn khỏi bệnh, bà dự kiến sẽ tổ chức sinh nhật lần thứ 117 trong tuần này. Sơ Andre, tên thật là Lucien Randon. Hôm 16 tháng 1, Sơ đã có kết quả dương tính với COVID-19 tại một cộng đoàn ở Toulon, miền nam nước Pháp và phải cách ly với những người khác. Dù không nhìn thấy gì và phải di chuyển bằng xe lăn, nhưng Sơ rất lạc quan, không hề lo lắng khi phải đối diện với bệnh tật. Cộng đoàn Thánh Catherine Labouré, nơi Sơ Andre đang dưỡng lão, cho biết sẽ tổ chức sinh nhật lần thứ 117 cho Sơ trong ngày mai 11 tháng 2. Quy mô của buổi lễ sẽ được thu hẹp để phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh. Sơ Andre hiện là người cao tuổi thứ hai còn sống trên thế giới và cũng là người sống thọ nhất ở châu Âu cho tới thời điểm hiện tại. Hiện tượng khí hậu La Nina năm 2020-2021 đã vượt mức đỉnh, song tác động lên nhiệt độ, mưa và bão vẫn tiếp diễn. Ngoài tác động làm mạnh, La Nina thường gắn với tình trạng ẩm ướt ở một số khu vực trên thế giới. Theo đánh giá của Tổ chức Khí tượng Thế giới, hiện tượng La Nina đạt đỉnh vào tháng 10-11 năm ngoái. Tuy nhiên, 65% khả năng La Nina sẽ vẫn tiếp tục trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 4 năm nay. Do vậy, nhiều khả năng khu vực Đông Nam Á, Australia, miền Bắc Nam Mỹ, cũng như quần đảo Melanesia sẽ xảy ra ẩm ướt bất thường. Khu vực miền Nam Châu Phi cũng có thể có mưa nhiều hơn. Trong khi đó, nhiều nước châu Âu đang ghi nhận mức nhiệt thấp kỷ lục. Trên khắp nước Anh, nhiệt độ đã ở mức dưới 0 trong nhiều ngày. Hôm qua, nước này lần đầu tiên ghi nhận mức nhiệt thấp kỷ lục kể từ tháng 12 năm 2010 tại vùng cao nguyên Scotland với mức nhiệt âm 16,7 độ C. Dự báo tuyết sẽ còn rơi dày trong suốt tuần này. Còn tại Hà Lan, tuyết trắng kết hợp với ánh nắng mặt trời đã tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp. Nó phần nào giúp cho dân làng Jan quên đi nỗi phiền muộn do các biện pháp phong tỏa chống dịch đã kéo dài gần 2 tháng qua. Tuy nhiên, bão tuyết cũng đã khiến giao thông nhiều nơi bị gián đoạn. Tiếp theo trong chương trình, phát hiện nhắc nhở quán rượu ở quận 1 vẫn còn hoạt động trong mùa dịch. Ăn nhậu cãi vã, hai vụ án mạng xảy ra liên tiếp tại Bình Thuận. Từ 12 giờ trưa hôm qua ngày 9 tháng 2, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu dừng hoạt động nhiều loại hình kinh doanh giải trí để phòng dịch COVID-19. Tối qua, đoàn liên ngành phường Bến Nghé quận 1 đã kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định trên. Lực lượng chức năng đã đến nhắc nhở một số cơ sở hoạt động kinh doanh nhà hàng dọc phố vì chưa chấp hành tốt quy định đề ra. Tại một nhà hàng trên đường Tôn Thất Hiệp, lực lượng liên ngành đã lập biên bản nhắc nhở đơn vị kinh doanh vì chưa bảo đảm khoảng cách an toàn giữa các khách hàng khi hoạt động trong thời điểm dịch COVID-19. Còn tại khu phố Nhật trên đường Thái Văn Lung, đoàn đã kiểm tra và phát hiện một quán pub vẫn còn hoạt động, phía trong còn khách. Đoàn liên ngành đã lập biên bản ghi nhận, tiến hành nhắc nhở đối với cơ sở này, nếu vi phạm sẽ xử lý mạnh tay. Hai vụ án mạng xảy ra liên tiếp tại Bình Thuận vào chiều hôm qua. Đáng nói là cả hai vụ này đều xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc nhậu. Thông tin ban đầu, vào chiều qua, Hoàng Văn Thuận, 28 tuổi, trong lúc dự tất niên tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, đã xảy ra cự cãi với Nguyễn Phi Kim Đao. Sau đó, Thuận bị Đao và một người khác dùng dao đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong. Đao đã bị bắt, đối tượng còn lại đang bị Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Thuận truy bắt. Cùng thời điểm đó, một vụ án khác cũng xảy ra tại xã Măng Tố, huyện Tánh Linh. Đối tượng Mang Đợi, 25 tuổi và Mang Chưởng, 24 tuổi cùng nhậu với nhóm bạn. Một lúc sau, do mâu thuẫn, Đợi đã dùng dao tấn công Chưởng, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Đợi hiện đang bị công an tạm giữ để điều tra làm rõ vụ án. Tiếp tục thông tin về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra chiều qua tại Bình Phước mà chương trình 60 giây đã đưa tin. Hôm nay, Công an tỉnh Bình Phước đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Lê Công Minh, 33 tuổi, ngụ xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản để phục vụ điều tra. Tại cơ quan công an, Lê Công Minh đã khai nhận hành vi phạm tội. Hắn chính là thủ phạm sát hại chị Phạm Thị Phục Hưng, 30 tuổi, là bạn gái của y, và mẹ của chị Hưng là bà Trần Thị Kim Phượng, 65 tuổi, cùng ngụ tại huyện Hớn Quản. Theo điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút chiều ngày hôm qua 9 tháng 2, Minh đến nhà của chị Hưng. Khi vừa vào nhà, Hưng bị bà Phượng mắng chửi và đuổi về.
Trong lúc cãi nhau, Minh đã rút dao thủ sẵn trong người, đâm liên tiếp vào người bà Phượng. Chị Hưng chạy tới can ngăn, cũng bị Minh đâm tử vong tại chỗ. Bà Phượng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng. Ngay sau khi gây án, Minh liền bỏ trốn khỏi hiện trường cho đến khi bị bắt giữ. Rạng sáng nay, lực lượng công an tỉnh Bến Tre phối hợp kiểm tra một quán karaoke trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam, phát hiện hàng chục đối tượng có dương tính với ma túy. Khoảng 1 giờ sáng nay, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đông thanh niên đang hát tại 5 phòng có biểu hiện bất thường. Tiến hành kiểm tra nhanh, tất cả 26 người đều cho kết quả dương tính với ma túy. Các đối tượng thừa nhận thuê phòng để cùng nhau sử dụng ma túy. Đến trưa nay, công an vẫn đang phong tỏa quán karaoke Lê Đăng để làm rõ vụ việc. Chủ quán quản lý đơn vị này cũng đang được xác minh làm rõ về trách nhiệm để cho khách sử dụng ma túy trong khu vực kinh doanh. Vào trưa nay, trên quốc lộ 13 thuộc địa bàn huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe ô tô. Tai nạn không làm ai bị thương nhưng hai phương tiện hư hỏng nặng. Khoảng 12 giờ 30 phút hôm nay, xe ô tô 7 chỗ do tài xế Đinh Tấn Hải, ngụ thành phố Hồ Chí Minh điều khiển chạy trên quốc lộ 13 hướng từ huyện Chơn Thành đi Bình Dương. Khi đến đoạn qua ấp 2 xã Minh Hưng, xe này tông vào đuôi xe ô tô do tài xế Phạm Chí Trung cùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh đang lưu thông phía trước. Cú tông mạnh khiến hai phương tiện đều bị biến dạng hư hỏng nặng. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc, điều tiết giao thông. Tin mới nhận, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết liên quan đến chuyên án 920G buôn lậu xăng giả đã bắt thêm một đối tượng nữa, đó là Trần Ngọc Thanh, sinh năm 1975, ngụ Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, là bạn gái của Nguyễn Hữu Tứ. Ngày 9 tháng 2, Công an Đồng Nai đã khởi tố vụ án bắt khẩn cấp 26 đối tượng, trong đó có Phan Thanh Hữu, Nguyễn Hữu Tứ là những đối tượng cầm đầu đường dây buôn lậu xăng dầu giả. Trước đó, ngày 6 tháng 2, Công an Đồng Nai phối hợp Bộ Công an huy động hơn 500 chiến sĩ đồng loạt khám xét các địa điểm kho chứa cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị vừa theo dõi xong chương trình Sống ở Dây của chúng tôi. Chúng tôi rất mong quý vị sẽ có một buổi tối đoàn viên ấm áp bên người thân, cùng nhau chuẩn bị mọi thứ để đón một năm mới đã cận kề. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào sáng mai.